Chào mừng các bạn đến với kênh CDT News. Sau đây là phần tin. Học người Ấn Độ cách dùng sữa nghệ để trường thọ. Người Ấn Độ dùng sữa nghệ như thói quen dùng sữa của người phương Tây. Sữa nghệ như một phương thuốc tuyệt vời cho sức khỏe, sắc đẹp con người. Củ nghệ có tên khoa học là Curcuma longa, thuộc họ Zingiberaceae, là một gia vị chính người Ấn Độ sử dụng trong món cà ri từ hơn 2.000 năm trước. Các nhà khoa học đã chứng minh nghệ có những tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe con người như ngăn ngừa nhiễm trùng do vi khuẩn và virus, ngăn ngừa và chữa bệnh viêm loét dạ dày, chữa cảm lạnh và ho do có tính kháng virus và kháng khuẩn, giảm bớt đau nhức, lọc máu hiệu quả, giúp khôi phục và tăng cường máu lưu thông, giải độc gan tự nhiên, chống oxy hóa mạnh, cung cấp canxi dồi dào, giúp cho xương chắc khỏe, khử trùng, có lợi cho đường ruột, phá vỡ các chất béo và mỡ có trong thức ăn, sản xuất ra tryptophan, một loại amino acid giúp dễ ngủ. Nghệ giàu kali và sắt, nổi trội nhất là chất curcumin, một polyphenol có tính năng chống oxy hóa, kháng viêm cực mạnh, có khả năng ức chế các tế bào ung thư, giúp liền sẹo. Các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Cork Island đã điều trị tế bào ung thư thực quản bằng chất curcumin, một chất hóa học có trong củ nghệ, và nhận thấy nó bắt đầu tiêu diệt tế bào ung thư trong vòng 24 giờ. Không những vậy, mới đây, các nhà khoa học tuyên bố các chất trong củ nghệ có thể ức chế sự phát tán của mảng amyloid trong não, một nguyên nhân quan trọng gây bệnh eczema. Trong đó, vitamin D3 và curcumin khi kết hợp lại có khả năng kích thích hệ miễn dịch, giúp ngăn ngừa và trị liệu bệnh eczema. Dưới đây là cách làm đơn giản nhất có thể làm sữa nghệ ngay tại nhà. Nguyên liệu: dầu dừa 1 muỗng cà phê, tinh bột nghệ 1/4 muỗng cà phê, sữa 1 tách, tùy chọn, mật ong 1 lát gừng. Cách làm: trộn tất cả lại với nhau, trừ mật ong, và đun trên lửa vừa, nhưng không để hỗn hợp bị sôi. Tắt bếp, thêm mật ong để vừa miệng, rót hỗn hợp qua dây để lấy sữa nghệ, để nguội bớt và dùng ngay. Cảm ơn bạn đã ghé thăm bản tin của chúng tôi. Mời bạn nhấn nút đăng ký để cập nhật tin tức mới nhất nhé.